ai cũng muốn có một căn nhà kế bên sông, và đặc biệt là ở thành phố đáng sống nhất của Việt Nam, thành phố Đà Nẵng. Như anh chị thấy thì đối với lại căn hộ này, chúng ta có thể ngồi ở trên giường trong phòng, có thể xem pháo hoa luôn, view trực diện sông Hàn, nhìn ngắm được cầu Rồng, cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước, phía bên đối diện là Hải Châu Novotel, và nguyên một dòng sông đầy ánh sáng, thật là rực rỡ. Và mỗi năm thì Đà Nẵng có rất là nhiều các dịp để mà bắn pháo hoa quốc tế. Ngoài ra thì hầu hết là Đà Nẵng luôn được bình chọn là điểm đến lý tưởng nhất và là điểm đến nhiều người đến nhất, kể cả Việt Nam, mỗi khi mà mùa hè về, và cũng là top 10 địa điểm tìm kiếm nổi tiếng của thế giới khi mà khách hàng, những khách du lịch muốn quốc tế muốn đi thăm châu Á thì sẽ nghĩ ngay đến cầu Rồng, Bà Nà Hill, thành phố Đà Nẵng. Và thành phố Đà Nẵng đã ghi tên vào bảng đồ du lịch quốc tế. Hôm nay thì Trinh sẽ chia sẻ cho anh chị thông tin của giá căn hộ Symphony, và Trinh tin rằng đây là một trong những cái video ghi rất là chi tiết về hướng, về giá, về view. Và khi mà anh chị xem clip thì anh chị có thể hình dung ngay được là căn hộ của mình, hoặc là căn hộ mình dự định sắp mua, hoặc thậm chí các bạn sale có thể nhìn vào và hiểu được cái sản phẩm này một cách tường tận nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào liên quan thông tin đến dự án Symphony sơ lược. Và sau đó khi mà anh chị coi đến gần cuối thì anh chị sẽ nhìn thấy rất là rõ về bảng giá, view và hướng ha. Thì ở đây tiện ích của Symphony rất là vượt trội. Ngoài Symphony là một trong những dự án lớn nhất của bờ sông Hàn với 8 hecta và có rất là nhiều tiện ích nổi trội. Ví dụ như là vị thế là ngay sát chồm ra bờ sông luôn, và với hơn 1.000 mét là mặt tiền sông Hàn. Thì ở đây lại là nơi có bến du thuyền và là có vịnh ở cầu Thuận Phước, và nó có rất là nhiều những cái tiện ích đẳng cấp. Ví dụ như là công viên 5.000 mét sẽ có hầm vượt sông Hàn, và từ đây đi qua Hải Châu, qua Novotel chỉ có 4 phút mà thôi. Nội thất rất là cao cấp và thiết kế thông minh với hơn 43 mẫu thiết kế. Gần như mọi góc nhìn anh chị sẽ nhìn thấy được hồ bơi, view, vườn, và nội thất tông màu trầm ấm rất là sang trọng và bền màu theo thời gian. Đối với tòa Symphony thì có rất là nhiều mẫu mã căn hộ, cũng như có nhiều loại hình căn hộ đó anh chị. Có căn hộ studio khoảng 33 mét, một phòng ngủ, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, dual fun, garden house, sky villa, penthouse, và ngoài ra thì có hơn 200 nhà phố và villa mặt sông nữa. Nếu mà ai thích cái sự nhẹ nhàng, thanh thản, thích gần sông, nước, biển, hồ, núi và lại gần trung tâm thành phố nữa thì Symphony sẽ đáp ứng tất cả những cái điều đó. Bởi vì Symphony đi đến trung tâm thành phố chỉ mất 4 phút, đi đến núi Sơn Trà chỉ mất khoảng 8 phút và đi ra biển chỉ mất khoảng 6 phút. Và đặc biệt thì bờ sông Hàn thơ mộng ngay trước sân nhà luôn, và đây được gọi là một vị trí kim cương đắc địa nhất nhì của khu vực thành phố Đà Nẵng. Và cái dự án này thì là đất nó sát sông, chồm ra bờ sông luôn, cho nên anh chị sẽ được nhìn view toàn cảnh. Ở đây thì có phòng gym rất là rộng, 125 mét, những cái phòng sinh hoạt chung như phòng sinh hoạt cộng đồng nè, quảng trường phía đông, phía tây, công viên dành cho trẻ em, khu tiệc ngoài trời, khu vực thể thao ngoài trời, vân vân, tất cả rất là sang trọng. Và chủ đầu tư đã dành hẳn 5.000 mét để mà làm công viên Central Park, chứng tỏ quy mô dự án rất là lớn, và cũng đồng nghĩa với việc là cái tỷ lệ mà xây dựng ở đây đó thì là nó được giống như là
giảm bớt cái áp lực về cao tầng và có một cái khoảng không gian mở, không gian xanh nhiều vô số kể. Một số anh chị cũng rất là bất ngờ bởi vì ở đây có quá nhiều những cái tiện ích, và đặc biệt là cái tiện ích ấn tượng đó là bến du thuyền. Thì nếu mà anh chị để ý thì sẽ thấy là du thuyền, đối với những cái thành phố du lịch thì du thuyền chính là một trong những cái sản phẩm du lịch rất là được ưng ý. Và thời điểm này thì Symphony đã bắt đầu truyền thông rất là mạnh mẽ trên sân bay, trong thang máy vân vân, và liên tục tổ chức những cái event lớn và lúc nào cũng full phòng. Và đợt này thì ra hàng khoảng 2 đến 3 tuần thì Symphony cũng bán được khoảng 80% quỹ hàng, và định hình đây là phân khúc cao cấp hạng sang, cho nên là giá của nó cũng tương đối để mà hầu hết là có một cộng đồng tinh hoa ở đây, bao gồm là những anh chị mà thành đạt tại thành phố Đà Nẵng muốn sở hữu cái không gian ở trên cao nè, hay là những chuyên gia nước ngoài đến làm việc định cư, cũng giống như những anh chị mua đầu tư cho thuê đối với những cái sản phẩm là căn hộ, ví dụ như là studio một phòng ngủ. Và đặc biệt thì đợt này Sinh cũng ra những cái tiến độ thanh toán rất là nhẹ nhàng để anh chị có thể trả trong vòng khoảng 18 tháng, và thời điểm giao nhà là cũng cuối năm 2026. Đây là bảng giá đợt 1, cho nên lúc nào nó cũng tốt hơn những cái đợt sau đó anh chị. Thì nếu mà anh chị may mắn mua được đợt 1, xin chúc mừng anh chị, bởi vì thường từ đợt 1 cho đến khi mà xin giao nhà đó thì lúc nào anh chị cũng sẽ được tăng trưởng ở cái mức là từ 15 cho đến 18%. Và theo kinh nghiệm bán hàng của Trinh nhiều năm đối với sản phẩm Sun Group, kỳ này thì sẽ ra hàng tòa S1 và S2 và đã bắt đầu cho ký hợp đồng mua bán rồi anh chị, có biên bản bàn giao cọc móng đầy đủ rồi. Ở đây thì có hỗ trợ cái vay tới 70% và hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng. Thì một cái căn mà giá mềm nhất cái thời điểm này đó là 2,2 tỷ anh chị, cho những anh chị mua thời điểm đầu, và chiết khấu nó lên đến 19%, bao gồm là 10% chiết khấu thanh toán nhanh, 6% chiết khấu là không vay, và 3% nếu anh chị booking sớm trước ngày mở bán, cũng như là nếu mà anh chị đã từng là khách hàng thân thiết của Sun mua trên một căn rồi thì anh chị sẽ được chiết khấu thêm 1 đến 1.5% tùy cái doanh số mà anh chị đã mua từ trước. TV báo đài cũng đã đăng rất là nhiều thông tin về dự án Sun Symphony và những cái sản phẩm mà mặt tiền nổi trội và thông thường. Thì theo thống kê thì giá của sản phẩm mà ở view trực diện biển sông thì nó sẽ có giá là cao hơn cái những cái bất động sản không có những view nước như vậy là khoảng 40%. Đó cũng chính là lý do là một số anh chị sẽ thấy giá của Symphony nhỉnh hơn những cái sản phẩm khác một chút, nhưng bù lại là đây là trực diện sông và chòm ra bờ sông luôn, và nhà của anh chị là nhìn ra một cái đại dương bao la cũng như là dòng sông trực diện luôn anh chị. bất động sản.com.vn. Thì hiện tại giá bất động sản trong hai quý đầu năm 2024 đã tăng nhẹ, và đặc biệt là thị trường Đà Nẵng đang có sự tăng trưởng nổi bật. Ngoài ra thì Đà Nẵng có rất là nhiều yếu tố để góp phần nên được cái tốc độ tăng trưởng cũng như là ổn định lâu dài, bởi vì đây đang là một thành phố được thu hút du lịch rất là bài bản, và người dân, đặc biệt là người dân thành phố Đà Nẵng thôi, thì họ cũng đã muốn sống ở những cái khu tiện nghi sang trọng và đầy đủ đẳng cấp, và đặc biệt là ở gần sông gần biển. Thì cái tỷ lệ mà mua hàng trong 2 tuần vừa qua cũng đã đạt được 80%. Mọi người rất là phấn khởi, mặc dù thẳng thắn mà nói thì đây là một căn hộ có mức giá tương đối cao, nhưng bù lại thì hiện tại những cái tập đoàn bất động sản họ muốn đưa ra những cái khu phức hợp tổng thể có nhiều hệ sinh thái, có nhiều tiện nghi đẳng cấp để đáp ứng được những nhu cầu của người dân, và đặc biệt là những cô chú anh chị muốn có một cuộc sống an toàn, bảo vệ 24/24, đẳng cấp, thư thái,
và có rất là nhiều cây xanh cũng như tiện ích để mỗi sáng thức dậy thì anh chị có thể nhìn thấy nước, có thể thấy sông, cây và mọi cái sự hiện đại tiện nghi, ví dụ như là cà phê shop hay là các cái ngân hàng ở dưới ngay chân tòa nhà rồi. Vừa đủ cái sự yên tĩnh, vừa đủ sự sang trọng, và đặc biệt là đây là sản phẩm hàng hiếm. Bất động sản Đà Nẵng thì chỉ còn diện tích của Đà Nẵng cũng nhỏ, cho nên đây sẽ là những cái mảnh đất hiếm hoi trực diện view sông còn sót lại tại bờ Tây sông Hàn, bờ Đông sông Hàn, và thuộc tuyến đường Trần Hưng Đạo cũng như là Như Nguyệt, Bạch Đằng, những cái tuyến đường huyết mạch và có giá thành là tương đối khác biệt so với những cái cung đường phía sau đó. Mặt sông mặt biển của Đà Nẵng cũng đã tạo nên những cái điểm nhấn cũng như là thu hút rất là nhiều du khách đến đây, và sau khi họ trải nghiệm một thời gian thì họ chọn ở lại định cư luôn. Và trên màn hình anh chị có thể nhìn thấy được những cái căn view sông với giá tốt, và studio thì Trinh có quay lại hướng cho anh chị. Anh chị cần lưu ý những cái hướng chính sau đây: mặt trực diện sông thì nó thuộc là hướng Tây, hướng thẳng về Hải Châu và nhìn qua bên kia là Novotel, trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Mặt ngược lại là hướng Đông, view biển. Thì thường đối với lại những mặt hướng Tây là trực sông cho nên giá nó tương đối là cao. Mức giá nó sẽ dao động là từ khoảng 95 cho đến 120 triệu một mét vuông đối với mặt tiền sông. Đối với mặt tiền ngược lại là view hướng Đông, thì đối với hướng Đông nếu như anh chị mua thì trên tầng 15 anh chị có thể thấy được biển, và giá của nó sẽ dao động ở mức là 65 cho đến 75 triệu một mét vuông. Căn hộ càng nhỏ thì cái tiền mà mét vuông nó sẽ càng cao, bởi vì họ cũng tích hợp rất là nhiều tiện ích ở trong này anh chị. Đặc biệt là bởi vì ở đây nó có cái công viên 5.000 mét cho nên là cái tỷ lệ xây dựng nó sẽ thấp. Chính vì vậy cho nên là cái họ đã đưa luôn một cái mức giá và phải cần tính toán rất là kỹ lưỡng để mà cân đối được cái bài toán về một cái quỹ đất rất là lớn dùng để làm công viên, cây xanh, bến du thuyền, các cái vườn tiện ích. Nói chung là rất là nhiều tiện ích đẳng cấp ở đây, và đây sẽ là một cái khu trong tương lai là hiện đại bậc nhất của thành phố Đà Nẵng. Quay về thì theo bản đồ của mặt bằng căn F1, F2 Trinh đã để theo thứ tự những cái căn từ view, từ giá, và anh chị có thể chậm lướt cái video chậm lại hơn, anh chị sẽ thấy được những cái căn 2 phòng ngủ nó sẽ rơi vào là tầm khoảng trên 5 tỷ đến 8 tỷ, và những căn 3 phòng ngủ nó sẽ rơi vào là từ khoảng là 7 tỷ cho đến 10 tỷ tùy view. Đặc biệt ở đây thì nó có thêm những cái căn mà view phân, những cái căn là Sky Villa Garden House, thì cái giá của nó khác biệt. Ví dụ như có anh chị là cảm thấy là có căn 18 tầng 3 là nó có một cái mức giá rất là khác biệt so với lại những cái căn khác ở trong cái tòa F1 này, thì anh chị có thể tìm lại cái bảng giá ở trên của Trinh, và Trinh có để trong cái bảng giá tổng về cái căn 18 tầng 3 ha. Quay lại thì đây là một cái vị trí đắc địa và không có gì để bàn cãi là nó không đẹp, bởi vì nó là bốn mặt tiền, ba mặt sông và một mặt đường. Ba mặt đường thì phía trên vẫn có thể nhìn view biển Mỹ Khê luôn. Với tòa Symphony thì còn có thêm là 200 căn villa và nhà phố, và tiện ích của nhà phố cũng rất là nhiều, những cái tiện ích và công viên đồ này kia đó, thì là ở trong các cái dãy nhà phố thì xen kẽ với nhau nè. Và giá của nhà phố thì bật mí cho anh chị, nó sẽ dao động là từ 160 cho đến 260 triệu một mét vuông.
cho nhà phố cũng như villa mặt sông. Và đây là những khu đất vàng hiếm hoi, chỉ còn khoảng vài cái biệt thự ngay mặt tiền sông, trên bờ sông Hàn. Và anh chị hãy tưởng tượng tương lai của 5, 10 và 15 năm nữa, khi mà thành phố Đà Nẵng đã trở thành là thành phố đang trên đường là thành phố thu hút người dân định cư đông đảo nhất của châu Á, thì mình có thể tưởng tượng là mình không thể so sánh là thành phố Đà Nẵng nó giống như là Singapore. Nhưng nếu mà anh chị biết được giá đất của Singapore thì một căn hộ nó đã trên 1 triệu đô rồi. Và chắc chắn là những cái nhà đất thì giá nó còn mắc hơn rất là nhiều lần. Và thành phố Đà Nẵng có một cái vị thế đẹp tương tự và đang trên đường để đi đến những thành phố quốc tế đẳng cấp hoàn toàn gần như Singapore. Đây thì mời anh chị xem một vài cái hình ảnh thiết kế của nhà phố 3 tầng và 5 tầng tại khu The Symphony Sonata của dự án Symphony Đà Nẵng. Dự án hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm, hoạt động vui chơi cũng như là một điểm nhấn của thành phố Đà Nẵng, với những cái trục du lịch về đêm, và tương lai đây sẽ là một cái khu sầm uất, không chỉ The Symphony mà nguyên dãy bờ đông sông Hàn sẽ là một khu nhộn nhịp, bởi vì nó được quy hoạch là khu cao tầng bên bờ đông và hướng nhìn ra biển. Cũng như anh chị cũng biết được rằng là trong tương lai sẽ còn có là trung tâm kinh tế tài chính của quốc tế là ở Vân Đồn thì cũng được đặt gần đây. Ngoài ra thì hầm Thuận Phước thông thì mọi sự nó sẽ thuận tiện hơn, chúng ta đi đến bên Hải Châu chỉ mất có khoảng là 4 phút thôi. Và cái khu biển Mỹ Khê ngay góc vịnh mà cuối đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp bắt đầu quẹo lên hướng chùa Linh Ứng, thì ở vị trí này cũng có một cái công viên đại dương. Và công viên đại dương cũng hứa hẹn là sẽ là một cái nơi xa xỉ, hiện đại và thu hút ngoài khách du lịch và là nơi vui chơi giải trí cho người dân Đà Nẵng, thì đây cũng là một điểm nhấn lớn tại thành phố Đà Nẵng. Và tất cả những cái mà Trinh vừa nói thì trong vòng bán kính là 5 phút là anh chị có thể đi đến được. Và một cái vị trí dự án gần sông, gần núi, gần biển, gần phố, không có cái ý kiến nào để nói rằng nó là không khác biệt. Thì mời anh chị xem qua những cái dự án của Sun Group, bao gồm 6 cái dự án đặc trưng đã đang ở trên bờ sông Hàn. Mảnh đất mà anh chị đang nhìn thấy là mảnh đất của dự án thực tế mà chủ đầu tư đã mất 14 năm để xin cấp phép và được phê duyệt, cũng giống như mất gần 4 năm để thiết kế và lên ý tưởng. Và bây giờ tháng 6 năm 2024 là thời gian mở bán một dự án được ấp ủ của rất là nhiều chuyên gia cũng như là kiến trúc sư, và chắc chắn nó sẽ đem đến cho thành phố Đà Nẵng một bộ mặt mới về bờ Tây sông Hàn. Vị trí mọi thứ anh chị có thể nhìn thấy tòa S1, S2, S3 và 200 căn nhà phố và shop villa, garden villa trực diện ngay mặt tiền sông Hàn, nơi có núi, sông, biển và phố bao quanh, tạo nên một quần thể đẹp mắt, độc nhất và cũng là một di sản để đời
Vậy thì nếu mà anh chị quan tâm hơn, cần tư vấn về thị trường Đà Nẵng, Hội An thì đừng ngần ngại liên hệ với Trinh theo số điện thoại ở trên. Trinh sẽ chia sẻ cho anh chị một số thông tin về đầu tư căn hộ cũng như là nhà phố villa tại thị trường Đà Nẵng. Ngoài ra thì cũng có những khách hàng họ sẽ đặt xây, mua, bán và vận hành cho thuê, thì bên Trinh cũng có phụ trách luôn. Giờ đây thì mời anh chị ngắm lại những dải đất đẹp và còn duy nhất tại mặt tiền sông Hàn, và sắp sửa sẽ hình thành nên một khu đô thị được bàn giao vào cuối năm 2026, và 2027 sẽ có một bộ mặt hoàn toàn mới cho cung đường Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt của thành phố Đà Nẵng. View thì anh chị cũng có thể tham khảo ở đây rồi, cũng giống như trong bảng giá thì Trinh cũng có để rất là rõ view và hướng, nếu mà anh chị có thời gian nhìn kỹ lại ha. Mọi thứ rất là tuyệt vời, và xin cảm ơn và anh chị đã có dành thời gian, bởi vì video này nó hơi dài đó. Cảm ơn anh chị đã xem tin, và chúc anh chị có một ngày thật là vui vẻ.